Xin chào các bạn. Ở video này mình chia sẻ cái cách chỉnh equalizer ở trên con số Atlio RT 4.8 SB nha. Bây giờ đầu tiên là mình chỉnh EQ input, cũng tương tự như các cái video khác, mình sẽ cố gắng mình đưa cái máy góc máy qua như nào cho nó rõ ràng nhất có thể để cho anh chị các bạn xem. Mọi người xem nhớ ủng hộ Tuấn Đi Vít những cái like cũng như là những cái lượt đăng ký kênh nha, để mình chia sẻ video thật là nhiều cho các bạn xem. Rồi, đó, tương đối là mình tương đối rõ rồi đó. Bây giờ mình muốn chỉnh cái EQ đầu ra, đầu vào chứ, thì chúng ta nhấn cái ESC và cũng đồng thời là chúng ta nhấn vào cái A, thì nó sẽ hiển thị lên cái gain A như thế này. Bây giờ mình muốn chỉnh EQ cho nó thì các bạn nhấn vào chữ EQ ở đây, nó có chữ EQ tức là equalizer đó. Thì đó, nó trên màn hình nó báo là EQ A in filter, là tức là cái cần gạt ở đây nó cho phép mình bao nhiêu cần. Các bạn nhấn cái nút ở trên này, nó có ba nút dưới ESC này, 1, 2, 3 nút giữa đó, nó sẽ nhấp nháy con trỏ, cái gạch ở dưới gọi là con trỏ đó. Chúng ta có 6 EQ đầu vào, tương tự như vậy, 4 cái điểm ABCD này, mỗi điểm nó có 6 điểm. Chúng ta xoay cái núm này để chọn, có nghĩa là mình chọn được 6 điểm, điểm 1. Giờ mình nhấn xuống dưới này nè, nó sẽ con trỏ nó nhấp nháy chỗ 0 dB này, đó là chúng ta tăng giảm. Đó. Nhấn tiếp một phát nữa nó qua bên cái hang Z này làm mạch định nó 1000 Hz. Chúng ta thay đổi cái giá trị bắt chép đó, tức là cái điểm di dời tần số đó. Đó, thay đổi giá trị nó và nhấn tiếp một cái nữa qua bên đây 1.0, ở đây là cái độ rộng. Độ rộng hẹp của cái width. Đó. Cái equalizer này. Còn muốn biết độ rộng hẹp hay là cụ thể như thế nào thì chúng ta coi cái phần equalizer là gì trong kênh mình đã chia sẻ rất nay cũng hơn 1 năm rồi. Đó, xong rồi mình muốn chỉnh bằng số 2 thì mình nhấn lên nút trên. Nó qua đây, mình quay chọn số 2. Giá trị nó lại khác và chúng ta tiếp tục tăng hay là giảm, ví dụ ở đây mình tăng đi. Chỉ số ở đây mình tăng khác và độ rộng mình cũng tăng khác lên 3. Đó, như vậy đó. Đó là cái EQ đầu vào. Còn bây giờ mình EQ đầu ra thì nó cũng y chang như vậy, mình chỉ có thay đổi cái giá trị bằng EQ đầu ra thôi. Mình sẽ đưa cái máy quay sang bên này cho các bạn xem nó rõ hơn một chút nữa. Thì nó cũng y chang như đầu vào. Muốn chỉnh đầu ra thì chúng ta cũng chọn EQ ở đây và chúng ta chọn số 1. Số 1 là một trong những cái 8 cái ngõ ao. Ví dụ chúng ta chọn ao bất kỳ cũng được, ao 1, ao 2, đây là mình chọn ao 1. Ao 1 thì chúng ta cũng nhấn ba cái nút này nè, dưới ESC nè. Cho nó tới cái khi bên đây, còn nếu nó ở bên này á, nó nhấp nháy cái chỗ chữ in out này á, tức là out là thông mạch, là bypass không chỉnh. Còn chúng ta để qua in á, là nó chỉnh, là nó can thiệp á, qua cái cần lọc. Chúng ta quay lên thì thấy được là số 4 là cao nhất. Có nghĩa là các cái output ở trên con có số Atlio RT 4.8 SP này, nó chỉ cho phép chúng ta chỉnh được 4 điểm EQ. Điểm 1 chúng ta cũng thay đổi giá trị trừ hay là cộng y như cái bên đầu vô ABCD bên kia lúc nãy. Tiếp tục nhấn qua cái đây là chúng ta thay đổi giá trị của cái điểm tần số mình chọn để can thiệp. Và nhấn một cái nữa nó nhấp nháy phía bên này, đó là cái thay đổi cái độ rộng tần số chúng ta can thiệp. Tương tự như vậy chúng ta thay đổi cái cần lọc đây qua cái điểm số 2, số 3 hoặc số 4, chúng ta cũng làm y như vậy. Làm y chang như vậy là rồi xong. Là xong cái phần chỉnh equalizer ở trên cái cốt số Atlio RT 4.8 SB. Rồi, đơn giản, video ngắn, các bạn cảm thấy hay thì bấm cho mình cái like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Đi Vít nha. Chia tay video này tiếp theo.